21 giờ 40 phút ngày 9 tháng 12 năm 2017, chợ xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bị cháy đã thiêu rụi 11 kiosk của 5 hộ dân. 11 kiosk này chuyên bán hàng bách hóa và quần áo, giày dép. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, vì lúc đó các tiểu thương đã đóng cửa quầy hàng về nhà. Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 2,6 tỷ đồng. Bà Nguyễn Hồng Hoang, người có 3 kiosk cháy cho biết, khi bà đến thì 3 kiosk đã cháy rụi. Bà mới về đợt hàng chuẩn bị bán Tết thì nay xem như trắng tay, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 12, ông Hồ Xuân Việt, bí thư huyện ủy, huyện Thới Bình cho biết, huyện đã thành lập đoàn đến thăm và hỗ trợ mỗi gia đình cháy là 5 triệu đồng và cử lực lượng đến giúp bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả.